Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay xin chia sẻ đến quý vị một thời pháp thoại, đó là tu là chuyển nghiệp. Xin thưa quý vị, chữ tu có nghĩa là sửa đổi. Chúng ta sửa đổi những gì? Những cái thói xấu dở thành là những cái điều thiện lành. Tại sao chúng ta phải sửa? Bởi vì là tất cả chúng ta ai cũng có tâm lành, tâm tốt, nhưng mà cái tâm xấu, tâm dở thì ai cũng có cả. Do vậy chúng ta tu là chúng ta sửa sửa những cái hành vi xấu thành hành vi tốt, sửa những điều ác thành điều điều thiện đó. Và không phải là chúng ta chỉ sửa một một ngày, một giờ, một phút, một giây là hết đâu, mà chúng ta phải sửa sửa cả đời đó. Nhiều khi thưa quý vị, sửa cả đời cũng không hết nữa đó. Phải sửa từ kiếp này sang kiếp khác đó. Do vậy tu có nghĩa là sửa đó. Thế thì muốn trở thành một con người hoàn thiện thì chúng ta phải liên tục sửa mình, liên tục sửa mình. Phật gọi con người của chúng ta có ba thứ độc ở trong trong mỗi người, đó là tham, sân, si, là những cái thói xấu rất là nguy hiểm ở trong của mỗi con người. Và ba thứ này Đức Phật gọi rằng đó là ba con rắn độc. Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, nếu trong nhà của ngươi có ba con rắn độc, thế thì ngươi có ngủ ngon không? Các thầy tỳ kheo nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, con không có ngủ được. Vì sao vậy? Vì có ba con rắn độc ở trong trong phòng, ở trong hương thất, thì không biết nó cắn vào lúc nào, rất là nguy hiểm. Cho nên con suốt ngày đêm lo lắng và phải gì? Phải trừ khử nó đi, phải tiêu diệt nó đi thì con mới mới ngủ ngon được. Nhưng mà đằng này ấy, mình thì sao ạ? Ba con rắn độc ở trong trong người, trong nhà, trong thất của mình đây, nhưng mà mình cứ ngủ khì khì, mình không có sợ gì cả. Thì rồi một ngày nào đó ba con rắn độc, tức là tham sân si, nó sẽ cắn chúng ta, nó làm cho chúng ta đi vào trong ba đường xấu, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh đó. Vì vậy cho nên Đức Phật khuyên chúng ta phải bỏ ba con rắn độc ấy, là phải bỏ gì? Bỏ tham sân si để chúng ta đạt được là gì? Giới, định và tuệ, gọi là tam vô lậu học. Chúng ta tu, chúng ta sửa, bỏ những cái xấu thành cái tốt, bỏ những cái ác thành cái thiện. Cho nên thưa quý vị, ba con rắn độc mà nó theo chúng ta từ nhiều kiếp, kiếp này sang kiếp khác, cho nên chúng ta phải đoạn trừ nó dần dần, từng bước một, rồi chúng ta sẽ được hoàn thiện. Không ai sinh ra đời một cái là hoàn thiện tất cả, trừ phi là chư Bồ Tát hóa thân, chư Phật thị hiện thì mới không còn tham sân si. Còn nếu là phàm tăng, phàm ni, phàm phu, chúng ta người bình thường, chúng ta có ít hoặc có nhiều tham sân si, chứ không ai mà không có cả. Khi đủ duyên thì nó sẽ khởi lên đó, thưa quý vị. Cho nên chúng ta luôn luôn, Phật dạy chúng ta luôn luôn phòng hộ sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi tiếp xúc với sáu trần, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, không cho nó khởi lên những ý tưởng tham lam, sân hận và si mê đó, thưa quý vị. Xưa có ngài Maha Nam, con của Cam Lộ Phạn Vương, là em con nhà chú bác với Đức Phật. Maha Nam tu cư sĩ, giữ gìn năm giới, thủ bát quan trai giới, và tu thập thiện thiện nghiệp. Thì một hôm
Mahanam mới bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch với Đức Thế Tôn, em tu hành rất là cẩn thận, như là giữ giới này, thủ bát quan trai này, tu thập thiện nghiệp này. Thế rồi ví dụ như một ngày nào đó mà em bị chết một cách bất đắc kỳ tử, bị tai nạn, thế thì cái thần thức của em sẽ đi về đâu? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng Ngài không trả lời ngay, mà Ngài đưa ra một cái ví dụ. Ngài mới nói rằng là: này Mahanam, ngươi có biết khi một cái cây nó mọc lên từ đất, nó nghiêng về bên phải, thì lúc bấy giờ người thợ mang cưa đến cưa, thì cái cây nó sẽ ngã về đâu? Nó nghiêng về bên phải thì nó ngã về bên phải, hay là nó ngã về bên trái? Thì Mahanam nói rằng: dạ bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã về bên phải. Đức Phật nói rằng: cũng vậy, khi Mahanam tu hành cẩn thận, giữ gìn năm giới, bát quan trai giới và thập thiện giới, thì khi mà đến giờ phút lâm chung, tuy rằng là chết bất đắc kỳ tử, đột tử mà chết, thì lúc bấy giờ cận tử nghiệp, thần thức không được an lạc, được vẹn toàn. Thế nhưng mà do cái phúc nghiệp đã tu hành nhiều, lâu năm, lâu ngày, thì cái thần thức nó sẽ đi theo cái đường lành đó. Còn nếu mà hàng ngày chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, chúng ta tạo nhiều những cái nghiệp xấu, ví dụ như sát sinh, hại vật đó, đánh nhau, giết nhau, chém nhau, hàng ngày chúng ta làm những cái điều đó, ví dụ ăn cướp, ăn trộm chẳng hạn, thế thì khi chúng ta vô thường đến thì cái nghiệp ác nó đi theo mình, và cái thần thức của mình sẽ đi theo con đường ác, con đường xấu. Cho nên Đức Phật mới bảo với Mahanam là: ông hãy gắng tu, không có sợ lỗ, không có sợ là tại sao mình tu hành tinh tiến như thế, mình làm nhiều điều lành, nhiều việc thiện tốt như thế, mà khi lâm chung mình lại đi vào con đường xấu, đường ác. Đó, Đức Phật nói là không có sợ, và phải tinh tấn tu nữa đi. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng vậy. Thế và trong kinh có câu: vui thay Đức Phật ra đời, vui thay giáo pháp khắp nơi hoàn truyền, vui thay tăng chúng đoàn viên, vui thay Phật tử kết duyên tu hành. Tất cả chúng ta cùng nhau ngồi lại đây, giờ phút này ôn lại lời dạy của Đức Phật, để chúng ta trau dồi giới thân tuệ mệnh, trau dồi tam vô lậu học, trau dồi những cái đức tính từ bi, hỷ xả, bao dung, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ. Đó là những cái đức tính tốt, thiện lành. Các Phật tử chúng ta cố gắng phát huy, chúng ta tu là sửa những điều xấu thành điều tốt. Đó. Thế xin thưa quý vị, thời nhà Đường, có Lý Bạch ở Trung Hoa, là một nhà thơ rất là nổi tiếng. Nghe danh một vị thiền sư Ô Sào. Thiền sư này ấy, tức là ngài suốt ngày ngài tu, ngài ngồi ở trên cái cây ấy, cái cây nó có cái chảng ba như thế này, thì ngài làm một cái thiền thất ở trên cái gốc cây, và ngài ngồi thiền, ngài tu ở trên đó, giống như là cái ổ quả, cho nên gọi là thiền sư Ô Sào. Thế thì lúc bấy giờ Lý Bạch là một nhà thơ rất là nổi tiếng, rất là giỏi vào thời Đường, thì mới đến nghe tin là thiền sư rất là giỏi mà ngài ngồi trên gốc cây ấy, thế thì mới đến bạch mới thiền sư, con nghe danh của ngài tu hành rất là giỏi, ngài là một bậc cao tăng,
Ngài hãy cho con một cái bài pháp như thế nào mà ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tu để cho con về con tu tập. Đó, thế thì thiền sư Ô Sào ngài mới ngồi trên trên gốc cây ấy, trên cái chỗ cái ổ của ngài là như là ổ quả. Thế thì ngài mới ngồi trên, ngài nói xuống, ngài nói là gì? Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đấy, ông về ông tu đi, ông về ông tu cho tốt đi. Thế thì Lý Bạch mới nói rằng là: ô bạch thiền sư, tưởng là ngài dạy cái gì cho con thật là cao xa chứ, ngài lại nói bốn câu kệ như vậy thì đứa bé 8 tuổi nó cũng thuộc lòng, mắc mớ gì con phải học cái bài này. Thế thì tổ thiền sư Ô Sào mới nói rằng: đứa bé 8 tuổi thuộc lòng, nhưng ông già 80 tuổi không chắc gì đã thực hành được cái câu kệ này. Chư ác mạt tác có nghĩa là không làm các điều ác. Chúng thiện phụng hành có nghĩa là làm tất cả việc lành, tự tịnh kỳ ý, tâm ý giữ thanh tịnh, thị chư Phật giáo, chính lời chư Phật dạy. Nghĩa của nó là như vậy. Cái nghĩa nó là gì? Không làm các điều ác, hãy làm các việc lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đó, bây giờ ông về ông tu đi. Một câu đấy thôi, một câu kệ, một bài kệ bốn câu đấy thôi, ông về ông tu cả trọn đời của ông, chắc gì ông đã thành tựu được như thế này chưa, mà ông bảo rằng là đứa bé 8 tuổi thuộc cũng thuộc dạy cho ông gì mà cái bài như thế là ngắn ngủi quá, không có gì cả. Thưa quý vị, đây là một bài kệ mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều hành trì tu tập và đều là gì, thành tựu đạo quả cũng nhờ bài kệ này. Đó, thế thì thưa quý vị, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, ngài đi giáo hóa đến một cái vùng. Ở vùng đó thì nhân dân Phật tử theo đạo Bà La Môn rất là nhiều. Thế thì Đức Thế Tôn và Chư Tăng đến cái vùng này giáo hóa thì bà con nhân dân Phật tử lại bỏ đạo Bà La Môn theo Phật hết, rất là đông. Thế thì xin thưa quý vị, lúc bấy giờ các thầy Bà La Môn á rất là tức, tức là ngoại đạo mà. Vì là thưa quý vị là Ấn Độ thời xưa cho tới thời bây giờ rất nhiều đạo, rất nhiều tôn giáo. Thế thì các thầy Bà La Môn họ nói là Cù Đàm Gotama chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đến đây giảng đạo và thu hút hết tín đồ của ta. Thế cho nên là các thầy Bà La Môn họ mới rất là tức giận và họ gọi tên Đức Phật, họ chửi, ngày nào họ cũng chửi. Thế cứ Đức Phật đi khất thực, Đức Phật và Chư Tăng đi khất thực là nó ra, họ ra họ chửi, họ chửi, họ bảo này Cồ Đàm thế này thế nọ, họ chửi ôm cả làng lên. Thế nhưng mà Đức Phật ngài vẫn ung dung, ngài vẫn ung dung ôm bình bát, ngài đi khất thực, ngài không nói năng gì cả. Thế thì các cái vị Bà La Môn ấy họ mới tức quá, cuối cùng họ chạy đến, họ đón đường Đức Phật, họ hỏi, họ bảo này Cụ Đàm, ông có biết không? Họ hỏi Đức Phật thế. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng là không, ta không có biết. Thế thì các thầy Bà La Môn họ hỏi rằng nếu không biết tại sao ngài không nói gì, chúng tôi chửi như thế mà ngài không nghe, ngài không nói gì. Thì Đức Thế Tôn ngài trả lời là ví như nhà của ngươi có đám dỗ, mời người thân đến ăn cỗ, sau đó thì ngươi mang quà biếu cho người thân mang về, người thân của ngươi không có lấy, không có nhận, thế thì cái quà đấy thuộc về ai? Các thầy Bà La Môn mới nói rằng quà ấy thuộc về của chúng tôi chứ của ai.
Thì Đức Phật mới nói rằng là nếu thuộc về của các ngươi thì cái lời mắng chửi này ta cũng không có nhận, thì sẽ thuộc về các ngươi ấy mà thôi. Thì họ nghe nói như thế thì họ tự nhiên cái họ không có còn chửi Đức Phật nữa, và họ nói rằng là Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời, và họ xin quy y làm đệ tử của Đức Phật đó, không có chửi của Đức Phật nữa, không dám chửi của Đức Phật nữa. Cho nên thưa quý vị, đấy là một cái tấm gương, cái hạnh nhẫn nhục, cái hạnh từ bi của Đức Phật mà Ngài dạy cho một bài học như vậy để cho chúng ta nhớ. Ví dụ như ở trong cuộc sống thường nhật hàng ngày này, chúng ta bị người này chửi, bị người kia nói nhục, bị người nọ mắng, bị người khác nói xấu, gièm pha, thế này thế khác. Đấy, chúng ta tập cái hạnh từ bi và nhẫn nhục như Đức Phật, giống như các thầy Bà La Môn mang quà đến biếu mà Phật không có nhận, mang những lời mắng chửi chua cay ác nghiệt đến với Phật, nhưng mà Ngài không để tâm, Ngài không có chấp nhận vào trong thân tâm của mình, cho nên Ngài cảm thấy là gì, không có khổ. Và Ngài bình thản mặc nhiên trước những sự khen chê của mọi người đó. Cho nên chúng ta hãy học cái tính đức, tính từ bi, hạnh bao dung nhẫn nhục của Đức Phật mà trả lời với các vị Bà La Môn ngoại đạo như thế. Thế thì nếu mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài cũng hung hăng đánh nhau cãi nhau với các vị Bà La Môn như thế, các vị ngoại đạo như vậy, thì xin thưa quý vị, bây giờ chúng ta có chắp tay đảnh lễ, có chắp tay niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Chắc chắn là không, đúng không quý vị? Nhờ cái đức tu hành của Ngài thật là cao sâu diệu vời, thật là uy hùng, thật là trí tuệ, cho nên giờ đây nhân dân Phật tử trên toàn cầu, năm châu bốn biển đều ngày đêm về nơi các thánh tích của Đức Phật, tứ động tâm của Ngài ở miền đất Ấn để đảnh lễ chiêm bái những các thánh tích mà Ngài còn để lại, và đồng thời học giáo lý của Ngài, thực hành lời dạy của Ngài đều được lợi ích và an lạc, tùy theo mỗi người nhận thức khác nhau, hưởng thụ khác nhau cái lời dạy tinh túy của Phật. Đó, giống như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng gì? Giống như một trận mưa rào, cây lớn thì hút được nhiều nước, cây trung bình thì vừa vừa, cây nhỏ thì được ít. Thì giống như giáo pháp của ta nói ra gồm ba tạng, kinh, luật và luận, nếu chúng sinh nào thấm nhuần giáo lý của Đức Phật được bao nhiêu thì cảm nhận sự an lạc, giải thoát và giác ngộ bấy nhiêu. Đó, nếu giác ngộ được nhiều thì chúng ta được hạnh phúc an lạc nhiều, nếu giác ngộ được ít thì chúng ta được hạnh phúc an lạc ít. Đó, cho nên giáo pháp của Đức Phật là tuyệt vời, là vô thượng, thậm thâm vi diệu, mà Võ Tắc Thiên đời nhà Đường, bà đã nói lên cái bài kệ mà giờ đây khi các Phật tử chúng ta tụng thời kinh nào cũng đều đọc cái bài kệ của bà trước. Đó là gì? Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bất thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó, có nghĩa là gì? Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thật là vô thượng thậm thâm vi diệu. Đó, con nay thấy nghe xin thụ trì, nguyện hiểu Như Lai nghĩa chân chân thật. Cho nên thưa quý Phật tử, chúng ta tập tu hạnh nhẫn nhục, hạnh từ bi của Đức Phật,
Giống như ví dụ như chúng ta vào trong bệnh viện tâm thần, các bệnh nhân tâm thần họ ra họ lấy đá họ ném này, rồi họ chửi này, họ nói tục này, họ chửi bậy này. Thế thì bây giờ mình thấy người ta bị tâm thần, người ta chửi mình như vậy, thế thì bây giờ mình chửi lại người ta, mình chửi lại những người bệnh nhân tâm thần như thế, thế thì như vậy là mình cũng bị tâm thần luôn, đúng không? Cho nên á, mình nghe người khác chửi mình, mắng mình cứ A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoan hỷ và không có chửi lại, không có nói nặng trở lại. Ví dụ trong gia đình chồng vợ với nhau, chồng có nói nặng thì vợ nhịn đi, vợ có không vui thì chồng cũng nhịn đi, thì tự nhiên trong nhà nó sẽ có cái sự hòa hòa khí. Còn nếu mà vợ và chồng hai người đều căng nhau, không anh nào chịu thua anh nào, thì sẽ sinh ra mâu thuẫn, cãi nhau đánh nhau, thì lúc bấy giờ con cái nó sẽ buồn phiền, nó sẽ học cái gương đấy và nó cảm thấy không có hạnh phúc, không có an lạc trong một gia đình, rồi nó học hành sẽ suy giảm đi, sẽ kém đi đó. Cho nên chúng ta là những người lớn, những người Phật tử, làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, làm anh làm chị, chúng ta hãy noi gương của Đức Phật, của chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chúng ta tu tập. Tu tập không có phải là để cạo đầu, đến chùa cạo đầu mặc áo như các nhà sư, như các thầy, như các quý ni sư, các sư cô mới gọi là tu. Mà tu ở đây là sửa, tu ở đây chính là tu ở cái tâm của mình đó. Mình làm một người Phật tử, làm một người cư sĩ, nhưng mà mình làm tốt đời đẹp đạo thì mình cũng được phước rất là lớn đấy. Như thời các vị tổ xưa, các vị thấy ví dụ như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nè, rồi ngài Duy Ma Cật nè, rồi vua A Dục nè, rất là nhiều các vị cư sĩ rất là lỗi lạc, rất là tuyệt vời. Cho nên tổ xưa có dạy là gì? Tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được miễn là có tu. Khi tu thì phải ra tu, tức là tu chùa, tu chợ, tu nhà, tu đâu cũng được miễn là có tu. Có nghĩa là chúng ta tu ở chỗ nào cũng được hết đấy. Chứ đừng có nói rằng là đến chùa, lên khóa lễ, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tọa thiền mới gọi là tu. Còn đi ra ngoài chợ bán hàng hay đi đường không tu. Không phải vậy. Chúng ta đi từ chỗ nhà của mình đến cơ quan làm việc, từ nhà đến cơ quan, chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú, hoặc chúng ta đọc một bài kinh, đó cũng là chúng ta đang tu đấy. Chúng ta đang định tâm đấy, chú tâm tỉnh giác, chính niệm tỉnh giác về một chỗ đó, về một đối tượng, về một cái niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đó là chúng ta đang tu đấy. Cho nên gió nhiều ngọn khó nhen được lửa, giọng lắm điều thì khó mở được tâm. Tức là những người mà cứ hay nói nhiều, mà nói luyên thuyên, rồi là suốt ngày chất chứa những tham, những sân, những si, rồi là ham ăn, ham nhậu nhẹt, cờ bạc, rượu chè đấy, ăn nhiều thịt quá cũng bệnh, uống nhiều rượu bia quá cũng sinh ra bệnh tật đó. Rồi là ăn ngủ không có giờ giấc, không có tiết độ trong ăn uống, trong sinh hoạt, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không có giữ gìn, không có tiết độ thì chúng ta cũng sinh ra bệnh, bệnh thân, rồi là bệnh bệnh tâm, rất là nhiều bệnh đó thưa quý vị. Đấy, cho nên á, tổ có nói là gì? Ra đi tức thị trở về, biển phiền não đó bồ đề khác chi, sinh là ký, tử là quy, làm sao tránh được sinh ly tử biệt. Đó thưa quý Phật tử, hiện tại bây giờ các Phật tử thấy không? Quý vị thấy không? Chư huynh đệ thấy không? Cái việc mà sống chết nó rất là nhanh, trong một hơi thở tích tắc đó, hơi thở này đây,
không trở lại thì cuộc đời chúng ta đã chuyển sang đời khác, trong một sát na đã chuyển sang đời khác. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Đó, cho nên Tổ Quy Sơn có nói là gì? Triêu tồn tịch vong sát na dị thế, thí như xuân sương xuân hiển lộ, thúc hốt tức vô ngạn thọ, tỉnh đằng khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian. Cho nên á, thân của con người chúng ta nó vô thường già bệnh, không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, trong một sát na đã chuyển sang đời khác. Giống như cây bên bờ, dây bên giếng, giống như sương buổi sớm sáng mai, có đó rồi không? Đó, các vị thấy không? Covid nè, chết nhanh lắm. Không nhìn đâu xa, ngay hiện tại bây giờ. Cho nên thưa với Phật tử, chúng ta thấy cái sự vô thường nó rất là rõ ràng đối với mình. Vì thế cho nên chúng ta, Đức Phật nói không sai, không sai một tí nào. Vô thường thị thường, tức là cái sự vô thường nó luôn luôn nó diễn tiến trước mặt của chúng ta. Cho nên chúng ta tu, chúng ta tu thì nó sẽ chuyển cái nghiệp của mình. Nếu vô lượng kiếp trước chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, thì kiếp này chúng ta tu, chúng ta làm điều thiện lành, thì cái ác nghiệp đó nó sẽ biến chuyển đi, nó sẽ không còn như cũ nữa. Ví dụ như đáng lý ra kiếp này anh sống được 50 tuổi thôi, nhưng mà do gì? Do anh này anh làm nhiều việc phúc thiện, làm từ thiện rất là nhiều, giúp đỡ cho bà con khó khăn, những hoàn cảnh neo đơn, rồi là biết đi chùa lễ Phật, tụng kinh trì chú tọa thiền, làm nhiều việc phước, cho nên cái phúc đức của ảnh tăng trưởng, sống đến 80 chứ không phải 50 nữa. Giống như Tử Vi xem là 50 tuổi là chết, nhưng mà không có chết, là vì cái người này tạo nhiều phúc lành. Vì thế cho nên mới gọi là tu là chuyển nghiệp. Thế thì thưa quý vị, nghiệp là gì? Tu nghĩa là sửa, sửa đổi. Thế còn nghiệp nghĩa là gì? Nghiệp tiếng Phạn là karma, tiếng Bali gọi là karma, nghĩa là hành động hay hành vi là tạo ra cái sự tác động, tức là có tác ý, có chủ ý, thì là tạo ra nghiệp. Trong kinh Tăng Chi Bộ 3 trang 500, Đức Phật có dạy: Này các tỳ khiêu, ta bảo rằng tác ý Sitana, đấy là nghiệp karma, với ý muốn chủ đích trong tâm thức, người ta hành động bằng thân xác, bằng ngôn từ và bằng cơ quan tâm thần của mình, đó gọi là nghiệp. Đó, thưa quý vị, trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật cũng có dạy rằng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là nhân tố phán xét. Đó, chúng ta là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Đó, nghiệp là nhân tố phán xét. Như vậy nghiệp là gì mà chi phối cuộc sống của chúng sinh đến thế vậy? Nghiệp chính là hành động hay là việc làm. Điều mình tạo ra là cái nhân, là hạt để chịu lấy cái quả sau này, gọi là nghiệp. Ví dụ như bây giờ chúng ta là tạo cái nghiệp lành, tạo cái nhân lành, thì chúng ta sẽ hưởng được cái quả lành ở kiếp hiện tại hoặc kiếp tương lai. Đó, cho nên trong kinh Đức Phật có dạy rằng là: Này hỡi các tỳ khiêu, Như Lai xác nhận rằng chính tác ý là nghiệp. Do có ý muốn có hành động bằng thân, bằng khẩu và ý,
Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Ngược lại, ý làm chủ các pháp, ý làm chủ các pháp, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó, thưa quý vị, đó là cái tác ý tạo nghiệp, tức là mình, ví dụ như mình lấy đá mình ném người kia một phát cho người ta vỡ đầu chảy máu, cho người ta chết đi, vì là với cái tâm của mình là muốn giết cho người ta chết. Thế thì khi mình lấy viên đá mình ném vào người kia vỡ đầu chết, như vậy là chúng ta đã tạo nghiệp ác nghiệp, là có cái tâm ác, tâm muốn giết người khác, và hành động là gì? Lấy đá ném, đó là tạo tạo nghiệp giết, tạo nghiệp ác. Đấy. Vì thế cho nên chúng ta muốn tu là chuyển nghiệp, thì chúng ta hãy bỏ những cái xấu thì sẽ thành cái tốt. Nếu mà chúng ta tu mà nó không chuyển nghiệp thì không ai tu cả, chắc chắn sẽ chuyển. Cho nên quý Phật tử chúng ta hãy cố gắng tu tập, tinh tiến tu tập. Nghiệp trong trắng hay là thuận lợi thì gồm có những các hành vi, ví dụ như về thân thì có ba, về khẩu thì có bốn, và về ý là có ba. Về thân thì có ba đó. Thứ nhất là không tước đoạt mạng sống mà hãy cứu giúp đỡ chúng sinh. Như tổ xưa có nói rằng hàng ngày trong bát canh ăn, oán sâu như biển hận thành non cao. Muốn hay nguồn gốc binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Có nghĩa là chúng ta sát sinh hại vật nhiều quá, thì chúng ta sẽ khổ. Hàng ngày trong bát canh ăn, oán sâu như biển hận thành non cao. Chúng ta ăn thịt, ăn máu thịt của chúng sinh, chúng ta giết người cướp của, xâm chiếm là non sông gấm vóc đấy, đốt nhà phá của, phá rừng chặt cây đốn củi đấy, chúng ta tạo nhiều ác nghiệp. Cho nên là chúng ta sẽ gặp cái quả ác nó đến. Vì thế cho nên chúng ta hãy tu, tu thì cái nghiệp xấu nó sẽ chuyển thành cái nghiệp lành. Cho nên tổ có nói rằng nhất thiết chúng sinh vô nghiệp sát, thập phương hà xứ động đao binh, gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nghĩa là tất cả chúng sinh không nghiệp giết, mười phương nào có động đao binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, lo gì thiên hạ chẳng thái bình. Đó, thưa quý Phật tử, nếu mà tất cả các quốc gia trên toàn cầu không có đi chiến tranh đánh phá xâm chiếm vùng lãnh thổ của nhau thì không có sự máu đổ đầu rơi đấy, không có sự mà phải lo lắng vất vả, suy nghĩ bạc đầu đó, thưa quý vị. Cho nên tất cả cũng chỉ từ do lòng tham sân si mà tạo ra. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đó là ba con rắn độc, nó thiêu đốt mình chết lúc nào không biết. Cho nên thứ hai, về tâm là không có trộm cắp mà nên bố thí, nên bố thí, không có gian tham trộm cắp bất kỳ của ai, từ cây kim cọng cỏ, từ cái vật nhỏ cho tới vật lớn, không tham lam. Mà mình còn gì, phát khởi bồ đề tâm, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tạo phúc. Đó, thế rồi là gì nữa? Thứ ba là không phạm vào các cái hành vi tính dục, thiếu đạo hạnh, biết giữ gìn tiết dục,
thì chúng ta sẽ được an lạc và hạnh phúc. Đó là về về tâm. Về khẩu có bốn mà chúng ta phải cần giữ gìn. Thứ nhất là không nói dối mà nói lời chân thật. Thứ hai, không có nói dèm pha mà nói những lời hàn gắn và hòa giải. Thứ ba là không có nói lời nguyền rủa mà nói lời êm ái hiền hòa. Thứ tư là không có ăn nói liên thuyên vô bổ mà nói những lời có ích, thường xuyên tụng kinh niệm Phật trì chú. Đó, nói những điều an lạc, nói những điều lành, nói những điều lợi ích. Về ba điều thuộc về tâm, ba điều thuộc về thân là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Ba điều của ý, của khẩu là không nói dối, không nói ác khẩu, không nói lưỡng thiệt, không nói lưỡi đôi diều, không nói thêm nói bớt. Ba điều thuộc về ý đó là không ganh tị mà hân hoan khi thấy người khác hơn mình, không ác ý phát khởi lòng từ bi và loại bỏ những quan điểm sai lầm, chọn lựa những quan điểm đúng. Có nghĩa là ý thì không tham, không sân và không si. Như vậy là cộng lại 10 nghiệp lành chúng ta tạo tác, chúng ta tạo nghiệp lành thì chúng ta sẽ hưởng quả báo lành. Đó, nếu ai giữ được, tu được 10 thiện nghiệp, xả báo thân này sẽ sinh lên cõi trời, được hưởng thú vui thù thắng, được trường thọ. Mà nếu tu cao hơn nữa thì sẽ từng quả vị cao để mà chúng ta được an ngự ở đấy. Chúng ta hãy phát nguyện vãng sinh về cõi Phật, rốt ráo đoạn tận các lậu hoặc để chúng ta vãng sinh về cõi Phật. Trong kinh Đức Phật dạy kinh người vác gánh nặng, ngài nói rằng: này các tỳ khiêu, vậy gánh nặng là gì? Xin thưa, cái ấy được diễn tả đó là danh xưng gọi là chiếm hữu hay là bám víu của năm thứ cấu hợp gọi là ngũ uẩn. Đấy gọi là gánh nặng. Vậy người vác gánh nặng ấy là cái thể mà được danh xưng của một nhận dạng mang tính chất cá thể. Đó, thưa quý vị, chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này, sắc uẩn, thụ uẩn, thọ, thụ, tưởng, hành và thức. Đó là năm uẩn tạo thành cái tấm thân này. Đó là chúng ta đã mang cái gánh nặng. Đấy, đã mang cái gánh nặng. Khổng Tử có nói rằng gì? Ngô hiểu đại hoạn, vị ngô hiểu thân, ngô nhược vô thân, hà hoạn vi hiểu. Có nghĩa là chúng ta có cái họa lớn vì có cái thân này. Nếu không có cái thân này thì không có cái họa. Đó, nghĩa là gì? Nghĩa là vì có cái thân này cho nên chúng ta phải khổ. Khổ vì lo ăn, khổ vì mặc, khổ vì cơm áo gạo tiền, khổ vì bon chen, khổ vì đủ thứ. Đó, cho nên chúng ta mang cái thân ngũ uẩn này là chúng ta đã khổ rồi. Nếu chúng ta không giác ngộ nó, chúng ta không có tỉnh thức, chúng ta không y theo lời Phật dạy, chúng ta cứ vô minh thì chúng ta sẽ rất khổ. Khổ ở đời này, khổ ở đời sau và khổ mãi mãi. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: người có nghiệp chung mới sinh ra cùng một nước, nói cùng một ngôn ngữ, sống cùng một tập quán. Ví dụ như nước này, nước Campuchia nhìn thấy sao chổi, sao phướn, vân vân, nhưng mà nước Việt Nam chúng ta lại không nhìn thấy. Đó là gì?
đó là không có cộng nghiệp. Cho nên chúng ta cùng chung có cái cộng nghiệp là cùng chung một nước, cùng làm con người, hoặc là cùng chung một trong một gia đình, nhưng mỗi một thành viên đều có cái biệt nghiệp. Có cộng nghiệp, trong cái cộng nghiệp nó có biệt nghiệp đó quý vị ạ. Cho nên á, chúng ta tu là nó sẽ chuyển nghiệp, cái nghiệp xấu sẽ thành nghiệp tốt. Còn nếu chúng ta không tu, chúng ta cứ làm ác thì chúng ta không có chuyển được nghiệp đâu, mà chúng ta sẽ gặp những cái điều rất là khổ, rất là khổ. Ví dụ như là tham lam, sân hận, si mê, nó làm cho chúng ta tạo nhiều ác nghiệp, nó làm cho chúng ta khổ, mở mắt không ra, ngóc đầu không nổi. Đó, nhiều người khổ lắm đấy quý vị, nếu mà không giác ngộ được là khổ lắm, tự mình làm khổ mình thôi. Đó, ví dụ như là ghen tuông cũng khổ nè, rồi là cảm thấy nghèo khổ, vất vả, thiếu tiền tiêu cũng khổ nè. Nếu mình không biết đủ, mình không có biết tu thì mình thấy cái gì cũng khổ, khổ đủ thứ. Rồi từ đó chúng ta oán trời, trách người, trách cha, trách mẹ, trách anh, trách em, sao lại sinh con ra để cho con phải khổ sở như thế này, sao lại cùng chung trong một gia đình mà con lại tật nguyền, đấy, con lại khổ sở như thế này. Đó, thưa quý vị, nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta thấy trăm ngàn nỗi khổ nó đè trên đầu chúng ta, nó dày vò tâm trí của chúng ta, làm cho chúng ta rất là mệt mỏi, rất là đau đầu. Cho nên á, pháp của Đức Phật dạy các Phật tử chúng ta chịu khó áp dụng thực tế để chúng ta tu hành, tụng kinh nè, niệm Phật nè, trì chú nè, tọa thiền nè, ai thích hợp pháp môn nào tu theo pháp môn ấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Phổ Hiền Bồ Tát, ngài còn phát nguyện hàng ngày lễ sám hối, tụng kinh, niệm Phật để mà tiêu trừ nghiệp trước, huống chi là chúng ta là phàm phu. Cho nên là ai mà nói rằng là không cần tụng kinh, hay là không cần trì chú, không cần tọa thiền, không cần niệm Phật mà vẫn được gì, vẫn được là an lạc phước báo, như vậy là hiếm lắm. Trừ phi những người đó họ làm việc khác, ví dụ như thuyết giảng kinh điển, làm việc từ thiện, làm việc thiện sự, Phật sự, suốt cả ngày cả đêm không có thời gian ngừng nghỉ, và trong khi làm người ta cũng niệm Phật, người ta cũng trì chú, người ta cũng tọa thiền, đấy, thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, thiền buôn thư. Cho nên thưa quý vị là tu nó có vô vàn pháp môn tu, 84.000 pháp môn tu, người nào thích hợp pháp môn nào thì chúng ta tu pháp môn ấy, chứ chúng ta không nên là kích bác nhau, chê bai nhau, dèm pha, dè biểu, tu pháp môn này thì chê pháp môn kia, không được như vậy. Tất cả các pháp môn Đức Phật dạy, trăm sông chảy ra biển, trăm nẻo chung đường về. Cho nên là giáo pháp của Ngài chỉ có một vị là giác ngộ, chỉ có một vị là vị mặn, giống như nước biển, có một vị là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật có một vị là vị giải thoát thôi. Cho nên chúng ta không nên chê người tu tịnh độ, không nên chê người tu thiền. Người tu thiền thì không nên chê người tu mật. Người tu mật thì không nên chê người là tu tịnh độ. Đó, chúng ta không có được chê. Và ai mà tu pháp môn này mà chê pháp môn kia là không đúng rồi, đang đi bị lạc rồi. Cho nên mình phải chấn chỉnh lại, mình phải tôn trọng. Ai tu pháp môn nào cũng được, miễn là có tu. Tu đâu cũng là có tu là được. Đó. Cho nên thưa quý vị, nói về cái vấn đề đồng nghiệp, ở trong kinh có ghi một hôm Đức Thế Tôn ở trong hương thất của Ngài tại núi Linh Thiếu, thì lúc bấy giờ có một số các thầy tỳ kheo
đi thành từng đoàn để thiền hành. Đoàn thứ nhất thì gồm có các tỳ kheo đi theo ngài Xá Lợi Phất. Đoàn thứ hai thì gồm có các tỳ kheo đi theo ngài Mục Kiền Liên. Đoàn thứ ba thì gồm có các tỳ kheo đi theo ngài Ma Ca Diếp. Đoàn thứ ba đoàn thứ tư thì đi theo ngài A Na Luật. Đoàn thứ năm thì đi theo ngài Phú Lâu Na. Đoàn thứ sáu thì đi theo ngài Ưu Ba Ly, và đoàn thứ bảy thì đi theo ngài Đề Bà Đạt Đà. Thế thì Đức Phật mới nói với các tỳ kheo bên cạnh như thế này: những tỳ kheo mà đi cùng với Xá Lợi Phất ấy là những tỳ kheo có trí tuệ lớn, những tỳ kheo mà đi với ngài Mục Kiền Liên là những tỳ kheo có thần thông lớn, những tỳ kheo mà đi theo ngài Maha Ca Diếp là những tỳ kheo có mật hạnh tốt đó. Thế còn những tỳ kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa thì những tỳ kheo ấy có ác dục nhiều mới đi theo Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật kết luận rằng ai cùng đi theo người nào là đã có cái nghiệp chung với người đó. Những tỳ kheo đi theo tôn giả Xá Lợi Phất thì có nghiệp chung với tôn giả Xá Lợi Phất về trí tuệ. Những tỳ kheo đi chung với ngài Mục Kiền Liên thì có cái nghiệp chung là thần thông với ngài Mục Kiền Liên. Những tỳ kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa thì có cái nghiệp chung là ác dục đó. Thế thì cộng nghiệp trong hiện tại chúng ta thấy rất là thực tế, rất là cụ thể. Và những người nào mà thích rượu chè say sưa cờ bạc thì lại tìm bạn rượu chè cờ bạc với nhau. Những người nào thích học Phật pháp, thích tụng kinh niệm Phật, thích trì chú, thích tọa thiền, thích vui với thiền định thì lại chọn những người bạn mà thường xuyên tụng kinh niệm Phật, trì chú, tọa thiền, chơi với nhau, đúng không quý vị? Ví dụ như các vị ở ngoài đời, ở xã hội các vị thấy rất là rõ. Những người nào mà có duyên với nhau thì người ta chơi với nhau, những người nào không có duyên với nhau thì họ không chơi với nhau được. Duyên đấy là gì? Duyên đó là duyên nghiệp đấy, đồng nghiệp với nhau đấy, cùng đồng nghiệp. Nhưng mà trong cái đồng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng của từng người nữa là khác nữa đó. Cho nên á, người mà chuyên học hành nghiên cứu thì thường lui tới chơi với cái người học hành đó. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu ngài có dịch cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả đấy quý vị, là gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại quân thần chết, chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Đó, thưa quý vị, biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm. Làm gì? Làm điều thiện, làm điều lành, làm điều tốt. Như vậy cho nên á, người mà siêng tu thì thấy an lành, người lười tu thì thấy lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng thiếu, lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng chán chường. Cho nên á, bậc cổ đức có nói rằng là gì? Có vui thì phải có buồn, có sướng có khổ vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người sinh tử tử sinh, xuân qua hạ tới thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sinh ra không áo chết về tay không. Đó, đúng không quý vị?
sinh ra cũng không có manh áo nào mặc, chết đi cũng không có mang cái gì đi. Đó, cho nên á, chúng ta hãy giác ngộ, tỉnh thức để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển nghiệp, những cái nghiệp xấu, những cái nghiệp bất thiện, chúng ta hãy chuyển thành những nghiệp thiện, nghiệp lành. Cho nên á, chúng ta chịu khó tu tập, thực hành giáo lý của Đức Phật để chúng ta được sự an lạc, giải thoát ngay trong hiện tại này, ngay trong đời này, và nhiều kiếp đương lai chúng ta cũng được cái sự an lạc. Cho nên trong kinh Đức Phật cũng có nói rằng nếu mà chúng ta trốn tránh cái nghiệp của mình ấy, không có thể trốn tránh được. Khi cái quả nó chín mùi, cái duyên nó đến, thì dù là trên trời hay giữa biển, cái nghiệp nó cũng tìm đến. Đấy, cho nên Phật dạy có câu là trên không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Đó, khi chúng ta làm nghiệp ác, ví dụ như các vị thấy là thường ngày ở xã hội ấy, có rất là nhiều các cái tờ báo nói về những người giết người, cướp của, rồi là lừa gạt hàng bao nhiêu tỷ, ví dụ vậy. Thế thì thưa quý vị, có tránh được cái ác nghiệp không? Không. Cho nên Đức Phật có nói rằng là không có chạy lên trên trời hoặc giữa biển, hoặc là trốn vào động núi, hoặc là bất kỳ chỗ nào trên đời cũng đều không có trốn được cái ác nghiệp. Cho nên thưa quý vị, chúng ta làm việc ác thì chúng ta sẽ gặt quả ác. Đó, mà nếu chúng ta làm việc ác nhưng chúng ta biết tu nhân tích đức, chúng ta làm nhiều điều lành, thì cái quả ác kia nó sẽ biến mất. Giống như một nắm muối chúng ta cho vào một cốc nước thì nó rất là mặn, chúng ta không uống được. Nhưng cho vào một chum nước thì chúng ta uống cũng tạm được. Nhưng khi chúng ta cho vào một hồ nước thì chúng ta thấy nó không còn mặn nữa. Thế thì cái ác nghiệp cũng vậy. Nếu mà chúng ta không có tu tập, chúng ta không có tu để chuyển nghiệp, để sửa đổi cái nghiệp ác đi, thì nó giống như cái nắm muối mà chúng ta cho vào trong cái cốc nước, nó rất là mặn, không thể uống được. Đó, cho nên thời Đức Phật còn tại thế, các vị thấy rằng có chàng Ambabali, không xin lỗi, chàng Angumala, Angulimala, tức là anh chàng này là một vị sát nhân, đó, giết người kinh khủng thời Đức Phật. Đó, nhưng mà khi giác ngộ được rồi, khi gặp duyên được Đức Phật hóa độ thì tu hành và chứng quả A La Hán. Rồi nàng Liên Hoa Sắc Ambabali là một cô gái nhan sắc giang hồ, nhưng mà khi gặp Mục Kiền Liên giáo hóa, rồi gặp Đức Phật giáo hóa, thì cô ta đã phát tâm tu hành và chứng quả A-la-hán. Rồi Alavaka là một dạ xoa hung tợn, chuyên môn ăn thịt giết người, nhưng mà phát bồ đề tâm tu tập thì cũng chứng quả tu đạo hoàn. Thế rồi vua A Dục Asoka là một vị vua rất là hung tàn, bạo ác, nhưng mà khi đã gặp Phật giác ngộ rồi thì ông đã làm rất nhiều điều thiện, rất nhiều điều lợi ích. Cho tới bây giờ những cái chứng tích của Phật giáo còn lưu lại trên đất Ấn Độ cũng như một số nước là nhờ vua A Dục. Đó, cho nên á, khi cái người này người ta làm ác, nhưng mà khi tu thì nó sẽ chuyển cái nghiệp ác thành cái nghiệp thiện, thì cái quả ác họ sẽ không còn chịu cái quả ác nữa. Vì vậy cho nên á, tu là chuyển nghiệp là một cái việc làm rất
là vô cùng quan trọng đối với người Phật tử, đối với người con Phật của chúng ta và những người yêu mến đạo Phật. Nếu các vị không phải là những người theo Phật giáo nhưng sống đúng với luật nhân quả tội phúc, biết ăn hiền ở lành, biết tạo nhiều điều phúc đức, biết điều nào là xấu, điều nào là lành, thì chúng ta thực hành theo những điều tốt thì quý vị cũng sẽ được cái quả báo an vui và hạnh phúc đời này đời sau cho mình, cho mọi người và cho tất cả chúng sinh vạn loại. Đó. Cho nên á, thưa quý vị, tu ấy là chuyển nghiệp, là một cái việc làm rất là tuyệt vời và rất là có ý nghĩa. Đó. Nó sẽ làm cho những oán hờn, thù hận, ganh đua, bon chen, bủn xỉn, xấu xa, độc ác sẽ không còn nữa. Đó, cho nên á, chúng ta có thể sống như trong kinh Đức Phật có nói rằng vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta hãy cố gắng. Chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, gia quyến được an vui, tu càng ngày càng chuyển được nghiệp tốt. Nguyện cầu cho đất nước được hòa bình, nhân dân được bình an các khánh, dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu sớm được tiêu trừ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, trong lúc chia sẻ pháp thoại có những điều gì sơ xuất, ngưỡng bạch quý ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con, chỉ dạy cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô A Di Đà Phật.